Chắc chắn con Dương nghỉ làm rồi đó. Chứ cái dự án đất ở Bình Dương á, sao mà nó bán được? Vậy thì càng tốt. Quyết định thăng chức cho em á sẽ nhanh thôi. Đúng không? Ai đó, vô đi. Anh Đạt. Hân. Ừ. Tôi qua gặp anh Đạt bàn về việc tuyển dụng nhân viên cho phòng 2. Cũng xong rồi, tôi đi trước nha. Không cần đâu. Hân cứ ngồi đó đi. Chuyện này cũng nên có mặt Hân ở đây. Anh Đạt. Ừ. Em qua nói với anh một tiếng trước khi gửi đơn xin nghỉ việc lên tổng giám đốc. Là do em tắc trách, cho nên đã làm mất đi hợp đồng với Hương Việt. Em sẽ chịu trách nhiệm và sẽ xin nghỉ việc. À, nếu em đã quyết định như vậy thì anh chỉ có thể chúc em thuận lợi trong công việc mới thôi. Nghe nói Dương chuẩn bị sang tuyển Nguyên làm hả? Ừ. Vậy là mình không còn là đồng nghiệp của nhau nữa rồi ha. Trước khi đi, em có một món quà muốn gửi tặng cho vợ của anh Đạt và chồng của Hân. Dương nói vậy là ý gì? Hai người xem đi. Thật ra tôi đã biết chuyện hai người là đồng nghiệp trong sáng, tình tan trong tối với nhau từ lâu rồi. Nhưng mà mình là người làm chung một công ty, cho nên tôi đã cảm thông và giấu kín chuyện này. Nhưng mà bây giờ mình cũng là người xa lạ với nhau rồi, thì việc gì em phải sợ mất lòng nữa, đúng không anh Đạt? Dương đừng có nói vậy. Dương là một nhân viên xuất sắc nhất mà. Anh đâu có thể nào mà đuổi việc Dương nữa, đúng không? Nhưng mà em không bán được khu đất đó cho Hương Việt thì phải làm sao đây hả anh Đạt? À, thực ra là vậy nè. Không phải do em, không phải do anh Hải, mà là cái khu đất mình cao quá. Anh sẽ báo cáo về tổng công ty, mà công ty đang cần bán gấp đó. Thì anh nghĩ là sẽ hạ giá theo yêu cầu của Hương Việt. Dương yên tâm nha. Vậy còn chuyện thăng chức của em thì sao hả anh Đạt? Anh Đạt sẽ nói tốt cho Dương. Mọi chuyện vẫn như cũ. Ok hai người. Vậy thì coi như mình như chưa hề có cuộc chia ly ha. Vậy bây giờ tôi về hủy đơn xin nghỉ việc nha anh Đạt. Vậy còn cái clip thì sao? Nếu như không hề có cuộc chia ly thì cái clip chắc cũng nên bay màu chứ Dương. Khi nào có thông báo chính thức về việc thăng chức của tôi thì đoạn clip đó sẽ tự nhiên biến mất. Ok. Còn khốn đó. Giờ sao anh? Thôi, tạm thời á, chiều theo ý nó đi cho nó xong chuyện. Khi nào lên chức rồi á, từ từ mình đối phó với nó sao cũng được mẹ nha. Em sẽ không để cho nó yên đâu.